Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Bên con hôm nay có một số cây sứ Thái ghép xin để giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và đây là cây số 1. Số 1 mình có cây sứ củ quái ha, hình quái. Cây này mình ghép là hai giống. Cây số 1 là mình có ghép giống Reti, hoa dạng cánh kép màu vàng. Giống này thì có hương thơm nhẹ và khôi nguyên hoa ba lớp màu đỏ. À, cái này người ta có ghép giống thiên hương nữa nè. Thiên hương là màu hồng. Thiên hương cũng là hoa này có hương thơm luôn, màu hồng dạng cánh kép. Cây mình được là 7 bo. Một cây này 3 màu luôn ạ, màu vàng, màu hồng và màu đỏ. Đây, bo tàn nữa ha, 7 bo, sứ củ quái. Mình xuống xem cái củ nó. Cái củ này thì nó nằm gọn thôi ha. Khoảng một nắm tay mình thôi. Cây này là số 1, giá 160.000. Tới số 2. Số 2 thì có cây này ghép hai giống nữa nè. Ghép giống dạ khúc và thiên hương. Cây mình ghép 10 bo. Cây đang cho nụ hết ha. Ghép 10 bo. Cây sứ củ quái. Cái lô sứ này là củ quái này, nói chung là lô hàng này củ nó rất là già luôn. Cái lô hàng này tại gom rất lâu rồi mới ghép, gom củ nguyên liệu á, mỗi đợt ghép nó có ít ít rồi gom lại dồn lại nhiều. Nên lâu lâu mình mới có một đợt hàng như vậy, gom một năm trời mới ghép được có mấy trăm con này. Rồi cây này là số 2, 160.000. Tới số 3 là mình có cây quái ghép giống dạ khúc. Cây mình ghép 6 bo. Mình xem hình cũ nữa ha. Rồi, cây này là số 3, giá 160 luôn. Tới số 4. Số 4 cây này ghép hai giống. Kim lân với là hồng ngọc, kim lân hoa màu đỏ, dạng cánh kép và hồng ngọc màu hồng ha. Cây mình ghép 4 bo. 160.000 luôn. Cây sứ củ quá dáng nằm. Số 5. Số 5 là có cây này người ta ghép giống ruby. Ruby là hoa năm cánh màu đỏ. Cây mình 4 bo. Đây, cái củ nó ha. Có ghép cái này, cái giống này là cái lá con nhìn giống dạ khúc quá. Mà nó còn nhỏ, còn không biết chính xác không. Rồi, mình chỉ biết là ba bo ruby, còn bo này giống dạ khúc. Rồi, cây này là số 5, 160.000 luôn. Số 6, có cây dạ khúc, cây này là sứ mini để bàn luôn á cô chú anh chị. Cái này về mình mua một cái chậu xinh xinh, để nó vô là mình để trong để bàn đẹp đó ha. Cái củ của nó thì khoảng bằng cùm tay của mình thôi ha. Sứ củ quái. Hình này giống như là con nai nó nằm, nó đang ngó lên ha. Một con nai con. Nè, có hai cái chân ở đây nữa ha. Cây này được ghép là 6 bo. Mình xem bộ tàn nó trước ạ. Rồi, củ này là mini, cực mini luôn. 160.000 cho cây củ quái dạng mini. Rồi, số 7. Số 7 này là ghép giống thiên hương. Cây thiên hương này là nó được 8 bo. Đây. Thiên hương giống này là có hương thơm ha cô chú và anh chị. Rồi mình xem cái củ của nó hình quái nè ha. Cái hình này thì mỗi người một cách tưởng tượng khác nhau. Người thì nghĩ nó là hình này, người nghĩ hình kia ha. Đây. Cái này thì con nghĩ là nó giống như một cái người ngồi ha. Có hai cái tay nè, đưa ra. Rồi cái cây này là số 7, giá 150.000, ghép giống thiên hương. Số 8, mình có cây dạ khúc. Cây mình ghép 3 bo. Ra tựa dài khoảng một tấc ha. Củ này thì nhìn cơ bắp. 120.000 cây dạ khúc số 8. Số 9 là cây sứ gián nằm.
Cây giáng nằm này được ghép giống quýt thắng, hoa ba lớp màu đỏ. Cây mình ghép 10 bo. Đây mình xem bảo tàng nó này ha. Cái này về mình banh nó rộng rộng ra, tại cái này bên con á, mình cột đang cột dây nè, mình cột cái nó bị giùm lại, nên mình thấy bảo tàng nó không bung ra dữ. Cái này về mình cắt dây ra rồi mình có miếng mết, mình chim vô là nó sẽ dang rộng ra hơn. Mình chim vô một thời gian nó dang ra là nó banh tàn đều hết á. Rồi cây này là giá 200.000, cây quyết thắng. Tới số 10 là có ghép giống Vân Huế 12, cây mình 4 bo. Cái giống Vân Huế 12 này nó cho ra hoa rất là rộ. Đây, củ của mình ha, củ này nó chia ra làm hai khối nè ha. 150.000, cây giáng nằm ghép Vân Huế 12. Số 11, mình có cây giáng nằm tiếp, cây này ghép hai giống Long Thành màu đỏ và màu hồng. Cái này hồng ba lớp, hồng gì cái này con không có mặt hoa của nó. Cái hồng này nó na ná, nó giống như Vân Huế 7, mà Vân Huế 7 mình là hai lớp, còn này nó ba lớp luôn, cái nụ nó ra cứng á. Cây của mình được ghép là 7 bo, 160.000. Cây này được hai màu luôn, hồng và đỏ luôn. Số 12 là cây này ghép hai giống tiếp tục nè, Khôi Nguyên màu đỏ, Lạc Long Quân màu hồng. Cây của mình được ghép là 9 bo, giá 130.000. Cây hai giống. À, cây này ghép ba giống luôn nè cô chú anh chị. Có giống quân tử nữa nè. Ghép ba giống luôn, một bo quân tử và Lạc Long Quân Khôi Nguyên. 130.000. Củ nhìn cái hình cơ bắp luôn ha. Số 13 là mình có cây này ghép hai giống Dạ Khúc và Hồng Ngọc. Cây ghép 5 bo, 120.000. Số 14 là cây Vân Huế 5. Vân Huế 5 hoa dạng cánh kép màu hồng có sọc đỏ. Cây mình ghép 6 bo. Mình xem bộ tàng chứ ha. Củ của nó đây. Số 14 Vân Huế 5 140. Số 15 là ghép cẩm hồng, hoa ba lớp màu hồng. Cây cẩm hồng này ra tựa dài tầm khoảng 1 tấc đến 1 tấc rưỡi luôn. Cây mình ghép để con xem bao nhiêu bo. 2, 4, 7, 9 bo. Cây cẩm hồng này ghép 9 bo. Bộ tàng nó nè, xòe ra tròn ha, tựa phân tán đều nên bộ tàng mình nó tròn, tựa ra dài, bo khỏe. Củ nó tầm khoảng 1 gan rưỡi tay con vòng lại à. Số 15 140.000. Số 16 mình có cây này ghép 3 giống luôn, Ruby 5 cánh màu đỏ và Dạ Khúc màu hồng sọc tím. Thiên Hương dạng cánh kép màu hồng có hương thơm luôn. Cây mình ghép 6 bo. Củ thì cơ bắp ha. Củ này là cái lô hàng này là củ con bao già luôn nè. Củ rất là già, mình không có sợ bị thối luôn. 140.000. Số 17, cây này mình ghép hai giống tiếp, Lạc Long Quân và Khôi Nguyên. Màu đỏ và màu hồng ha, cây 7 bo, 130.000. Số 18, cây này ghép ba giống luôn. Khôi Nguyên màu đỏ, Rế Ti màu vàng, Hồng Ngọc màu hồng, đỏ vàng hồng, cây 7 bo. Bộ tàng bung ra tròn. Cây này 150.000. Số 19, ba giống tiếp nè, Sương Mù, Thiên Hương, Khôi Nguyên. Sương Mù là màu hồng, cánh viền đỏ, Thiên Hương màu hồng, Khôi Nguyên màu đỏ, ba màu hoa luôn. Cây mình ghép 7 bo, 150.000. Số 20 có cây Phoenix. Phoenix cây mình ghép 4 bo, 120.000, củ nhỏ. Củ nó khoảng bằng cùm cẳng mình hà. Số 21 cây Anchasin, hoa dạng cánh kép màu đỏ, cánh có viền, cây 4 bo, 130.000, Anchasin. 22 Long Thành, hoa ba lớp màu đỏ, cây 4 bo, 80.000. Củ chưa cơi nên con không biết cỡ nào ha. 23 mình có Kim Anh ba lớp màu cam gân, cây 2 bo, tựa dài tầm khoảng 1 gang tay con này ha, 80.000, 2 bo.
24 sĩ thư, hoa dạng cánh kép, cây ba bo 120.000. Cũ nó thì tầm khoảng bằng lon sữa 400g. 25 LV3, hoa ba lớp màu hồng. Bộ tàng nó bung ra tròn hết ha, giống này thì lá bản to. Cây mình ghép 5 bo, củ chưa cơi. Củ LV3 này thì trong cái bo của nó, cái nhánh tược này nè, nó bị chạy hồi lúc nhỏ ha, giờ lớn nó đã lành rồi. Số 25 LV3 130.000. 26 màu tím than dạng cánh kép. Cây của mình ghép 6 bo, 180.000 cho cây tím than. Bo khỏe nè, bo ghép khỏe, tựa ra dài mập, lá xanh nè ha. Củ thì cơ bắp, 180.000 cho cây số 26 tím than. Số 27 cây hương hạ. Hương hạ mình ghép 5 bo, bo còn hơi ngắn, 120.000 cây hương hạ. 28 cây này hai giống Raphat màu hồng ba lớp, Tân Thành ba lớp màu đỏ, cây ghép 4 bo 110.000. 29 Ruby 5 cánh màu đỏ, giống này xiên hoa cực kỳ luôn, cây mình ghép 7 bo 120.000 luôn. 30 Tân Quý hoa 5 cánh màu đỏ, cây này ghép 5 bo 120.000. Bên con nói chung hãy bên tụi con ghép hàng nè, hàng 5 cánh á, là chọn những giống mà hoa rộ và xiên hoa. Cây Tân Quý này nè ha, nó có củ nhìn cơ bắp nè, nó có từng khối nè ha. Rồi 31 Hồng Hà có hoa nở luôn, hoa của Hồng Hà đây à. Cây mình ghép 4 bo, tựa ra dài. Đây, tựa này dài, nó dài thêm xíu nữa về cô chú nào anh và cô chú anh chị nào mình mà biết cách chia riêng á, mình chia ra ha. Một cây này mình chia ra là được mấy nhánh luôn. Củ của nó thì chưa cơi lên nên con không biết cỡ nào, thấy được cái chớp trên thôi ha. Cây Hồng Hà này số 31, 130.000. Rồi hôm nay con giới thiệu đến với cô chú anh chị mình một số giống này đây ha. Và khi cô chú anh chị mua hàng thì xin cô chú anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Cô chú anh chị mình yêu thích hay xuống ra thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.